Đậu ta không đậu nàng. Trước kia có một quận chúa, nhà của nàng nằm gần một ngôi chùa. Khi còn bé, nàng thường theo cha đến chùa làm lễ Phật. Từ đó nàng đã quen biết với một tiểu hòa thượng, ngồi gõ mõ tụng kinh trong chùa. Mỗi ngày nàng đều đến chơi với tiểu hòa thượng đó, còn đem theo đồ ăn ngon cho chàng. Tiểu hòa thượng tay cầm mõ, dáng vẻ rất ngại ngùng và cẩn thận dè dặt. Khi nàng nói vui vẻ thì chàng mỉm cười lắng nghe. Thứ mà tiểu hòa thượng thích ăn nhất là kẹo hồ lô. Tuy chàng chưa từng nói về điều đó, nhưng mỗi lần đến chơi với chàng, quận chúa đều mang theo cho chàng một xiên kẹo hồ lô. 6 năm trôi qua, tiểu hòa thượng tu vi càng ngày càng cao, nàng cũng càng ngày càng xinh đẹp. Một ngày nọ, cha của nàng đến tìm sư phụ của tiểu hòa thượng với nét mặt đầy lo lắng, còn nàng thì có vẻ phản đối, không cười, không gây sự. Tiểu hòa thượng không hiểu sự tình ra sao, nàng bèn hỏi, chàng có thích ta không? Tiểu hòa thượng không đáp lại, nàng nói, ta hiểu rồi. Lúc đó cha nàng trở ra, dự định dẫn nàng đi, nàng một mực không đi, nhất quyết ở lại bên tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng nói rằng, nam nữ thụ thụ bất thân, mời quận chúa về cho. Nàng liền hét lên với chàng nói rằng, ta thích chàng, nhưng tiểu hòa thượng lại quay lưng nói với nàng rồi bước về phòng. Sau đó, nàng không đến chùa chơi nữa. Ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư trôi qua, cũng vẫn không thấy bóng dáng của nàng, còn tiểu hòa thượng tu vi càng ngày càng cao. Một ngày nọ, khi tiểu hòa thượng dự định sẽ truyền bá Phật Pháp, thì nghe tin dữ quận chúa đã mất. Nàng mặc một bộ váy xuất gia màu đỏ, treo cổ mà chết. Thì ra trước đó có một vị hoàng tử tâm địa xấu xa, nhắm trúng nàng, muốn cưỡng hôn, ép nàng làm thiếp, nhưng nàng không bằng lòng. Cha của nàng cũng vì hạnh phúc của nàng, đã cầu xin sư phụ của chàng thương xót mà toàn tâm cho hạnh phúc của con gái. Thế nhưng sư phụ của chàng lại nói rằng, chàng là hiện thân sống của Phật, không thể vì nữ nhi tình trường mà từ bỏ tiền đồ. Đêm trước ngày thành thân, vị hoàng tử kia đã uống say rồi tìm đến phòng nàng, muốn cùng nàng động phòng trước để cưỡng bức chiếm đoạt sự trong trắng của nàng. Nhìn thi thể của nàng trong bộ váy xuất giá, đầu đeo khăn voan đỏ, tiểu hòa thượng nói, nếu Phật đã không độ nàng, vậy ta sẽ biến thành ma quỷ để bảo vệ nàng. Ngày hôm sau, tiểu hòa thượng tìm đến tên hoàng tử đã bức chết nàng, một kiếm chém đứt yết hầu. Sau khi đoạt mạng thái tử, chàng chính thức xa rời chính đạo. Vì ngày nhớ đêm thương cộng thêm sự cám dỗ của thế lực tà linh, chàng đã lạc vào ma đạo, thọ bẩm quyền năng chính phái trước đó, nên chẳng mấy chốc chàng có được sức mạnh khuynh đảo trời đất. Chàng quyết định một lần xuống tận địa ngục, náo loạn âm giới để tìm ra tung tích đầu thai của nàng. Đoán biết có kẻ náo loạn trốn âm ti, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã không ghi tên nàng trong danh sách sinh tử, mà lặng thầm cửu linh thú của ngài và thình thế đưa nàng thoát khỏi âm ti để lánh nạn. Cầm theo hồi ức phù là đạo phù mà nàng sẽ cần dùng trong trận chiến tránh tà của 18 năm sau. Bất lực không thể tìm kiếm được nàng, chàng càng liên lạc đập phá trốn âm giới, thả ác ma bị giam nhốt, đe dọa Bắc Bạch Vô Thường. Sau cùng nhận được lời nhắn của Địa Tạng Vương, 18 năm sau trên nhân gian sẽ lại gặp nàng. 18 năm sau, oan trái thay, nàng lại trở thành môn hạ của trưởng Lưu Sơn, là danh môn chính phái trong tam giới. Khi gặp lại nàng, tình cảm ấy trỗi dậy. Đáng tiếc chàng đã trở thành đại giáo chủ sức mạnh uy phong, thống lĩnh ma giới. Còn nàng thì lại là thuộc chính phái. Cuộc chiến tránh tà khiến mối tình này rơi vào oan nghiệt, kẻ đau thương, người day dứt. Chàng thề bảo vệ nàng, còn nàng thì khao khát một ngày, chàng quay đầu trở về đường chính. Trên đỉnh Tuyết Sơn, trận đại chiến chính tà đã diễn ra, chánh phái lập vạn tiên trận, nhốt chàng vào trong thân tín. Lúc này trưởng môn Thanh Vân Môn là Thiên Thành Tử đã vận mệnh Chu Tiên kiếu tung đòn chí mạng với mục đích đoạt mạng chàng. Nhận biết chuyện xảy ra, nàng cay đắng dùng hồi ức phù mà Địa Tạng Vương đã tặng, cộng thêm hồn phách của bản thân tạo thành khiên chắn bảo vệ chàng khi Chu Tiên kiếm phóng tới. Uy lực của Chu Tiên kiếm quá mạnh đã phá hủy đạo phù và đánh tan hồn phách của nàng, khiến nàng vạn kiếp không thể siêu thoát. Trong giây phút sinh tử cận kề, giọt nước mắt của nàng đã rơi xuống và đọng lại trên tay của chàng. Nhìn người mình yêu thương một lần nữa vong mạng, lòng hận thù của chàng bỗng dưng vụt tắt. Chàng nhận ra rằng trả thù rồi cũng sao chứ, ta và nàng dù có gặp mặt, mãi mãi không thể chung bước. Đời vô thường, chỉ có một cái quay lưng là mãi mãi lạc mất nhau. Lời kinh năm xưa vang vọng trong đầu chàng, khi tâm ma đã bị triệt tiêu, ưng vô chủ sợ, nhi sanh kỳ tâm, khiến chàng bừng tỉnh.
chàng phải tu đắc để một ngày nào đó có thể quay lại để cứu lấy nàng. Âu cũng là kiếp nạn cuối để chàng có thể đắc đạt Niết Bàn. Kiếp này ta nợ nàng, vạn kiếp sau ta độ nàng thoát hồng trần.小和尚，你天天扫地吗？小和尚，我不无聊啊。小和尚，你天天吃的都是什么？小和尚，要不你叫我声姐姐，我下次带只烤鸡给你吃，很好吃的。小和尚，你好呆呀。和尚，我来了。施主，喏，你最爱的糖葫芦。阿弥陀佛，贫僧早不是小孩子了。那和尚不吃，我可吃了。郡主赏赐之物，不可拒也。真是个傻子。和尚，我先学的舞，跳给你看呀。和尚，我好看吗？郡主，好看。和尚，你喜欢我吗？你喜欢我吗？怎么了？你喜欢我吗？我知道了。我喜欢郡主吗？喜欢，很喜欢，但是无生于空相，无我此空性；无生于空相，无我此空性；无生于空相。小和尚，和尚，您别吓我呀，这都是假的，对不对？你没死，你怎么会死？郡主，是为何而死？太子看上了郡主，郡主不愿。太子暴虐，可怜郡主。唉。和尚，和尚，你喜欢我吗？是我害死，是我害死，是我害死了，是我害死了。什么狗屁佛法，狗屁佛法，什么救世济人，什么救世济人，连最爱的人都救不了，爱的人都救不了，我还修什么佛？我还修什么佛？你离开这个家，爱恨都无处撒，爱能回头了吗？看你微笑脸颊。你便是太子，哪儿来的和尚？你要做甚？佛不渡他，我来。我来。我来。愿你。师兄，这是怎么了？郡主之死，他自责己身，一时入了心魔。那怎么办？师父，快救师兄啊！一念成佛，一念成魔，端看他自己的造化了。阿弥陀佛。小和尚，和尚，和尚，和尚，和尚，你最爱的糖葫芦，和尚，我新学的舞，跳给你看。道长，可否再多给我一些时间？你已经死了，人世间的事也与你无关，你也无需留恋。可我放不下你，道长，我求求你，我求求你。我这是在渡你。我不要道长渡我，我只想让道长帮我，让他能够重新看到我。这颗丹药你服下，只能留7日，7日后会受尽万般痛苦，
你可愿意？我愿意，我愿意。和尚，你娶我的。阿弥陀佛，和尚不可娶她呢。和尚，和尚，和尚，你来了。和尚，你喜欢我吗？喜欢。我也喜欢你。我前去水中下，不断的去牵挂。小僧回头了吗？诵经声变沙哑，这四下再无他，菩提不渡他，几千经文难留，这满园的迷花。你离开这个家，爱恨都无